Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một phần trong cuộc thi nấu ăn nổi tiếng của Mỹ, đó là MasterChef, để hình dung được rõ ràng về cách thức để giải quyết được một vấn đề. Và trước tiên thì cần phải nói sơ qua một chút, cái mục tiêu mà cuộc thi nấu ăn MasterChef đặt ra đó là họ sẽ tìm ra và chọn được một cái đầu bếp xứng đáng nhất cho ngôi vị quán quân, ngôi vị số 1. Một người mà hoàn toàn có thể trở thành bếp trưởng của một trong những cái nhà hàng hàng đầu nước Mỹ. Và để giải quyết được bài toán đó, họ đã chia cả cuộc thi thành nhiều vòng khác nhau. Và cụ thể ở vòng 1, chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề của họ ở vòng 1. Trong cái vòng loại đầu tiên, thì cái bài toán hay là cái vấn đề đặt ra cho họ đó là làm sao để cho ban giám khảo có thể đánh giá được người chơi chỉ trong vòng khoảng là 5 đến 7 phút đồng hồ. Họ không có nhiều thời gian, cái số lượng người đăng ký ban đầu chắc chắn là sẽ rất đông. Và họ cần đánh giá và chọn lựa được các thí sinh sao cho là có thể là càng nhanh càng tốt. Vậy thì giải pháp sẽ là gì? Dĩ nhiên thì chúng ta sẽ không ở trong ban tổ chức nên sẽ không thể biết được là toàn bộ quá trình của họ đã tìm ra được giải pháp ra làm sao. Nhưng mà chúng ta có thể đoán được ắt hẳn là ban đầu họ cũng sẽ có nhiều ý tưởng khác nhau cho luật chơi, cái luật thi của vòng loại đó. Họ cũng sẽ tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, rồi cũng phải phản biện lên xuống trong nhóm xây dựng chương trình. Và cuối cùng thì ban tổ chức của MasterChef cũng đã chọn ra được một cái phương án tốt nhất dành cho mình. Và luật thi cụ thể như sau. Đầu tiên thì thí sinh sẽ phải làm trước cái món ăn ở bên ngoài, rồi sau đó sẽ mang vào và hâm nóng và hoàn thiện trong vòng khoảng 5 phút. Và sau đó thì từng giám khảo sẽ thưởng thức và đưa ra nhận định là có đồng ý hay không. Và nếu như mà có 2 trên 3 người đồng ý, tức là có 2 trên 3 giám khảo đồng ý, thì thí sinh sẽ được chọn. Còn nếu ít hơn thì người tham gia đó sẽ bị loại. Đó là giải pháp của họ đã tìm ra. Và sau khi đã tìm ra được cái phương án tốt nhất dành cho mình, dĩ nhiên rồi, họ sẽ đem áp dụng và triển khai trên thực tế. Và chúng ta sẽ cùng xem ngay một trường hợp thí sinh tham gia cuộc thi để coi xem là cái phương án tốt nhất của họ khi mà được đem vào thực tiễn thì sẽ có kết quả ra sao. Welcome. Hey guys, how are you? Nice to see you. First name is? Jesse. What are you cooking? I'm cooking sea bass en croûte. I have a chive beurre blanc to go with. Wow, yeah, you got 5 minutes, the blows away. What do you do for a living? I'm a yacht stewardess. How long throughout the year are you on the boat? It's kind of like a year contract thing, but you get a month off here, you get weekends, and the best part is going fishing trips, dive for a lobster. That's the best part. So it's ready for you guys. Great, thank you. So, sea bass en croûte. Mm-hmm. Sauteed onions and mushrooms, yep. Soy sauce. I did a leek cream white wine reduction, and a little spinach on top. Pastry, nice and flaky. There's a lot of textures. And how much do you love fish? Love fish completely. I mean, I live on a boat. I'm around fish all the time, so seafood's one of my favorites. And how many fish have you caught in your life? Oh, couldn't count them. That many? Yeah. You know, I look at you and the sort of bubbly approach you have to food, and you come up with a dish from the 80s. Tell me, I expect something a little bit more sort of modern. That's all. It's quite puzzling. Good. The beurre blanc really cuts through that acid. Great, thanks. This looks interesting. Got a lot of things going on in this dish. I tried to bring as much as I could. Sometimes the best things in a dish are the things that are not in a dish. Joe, yes or no? I just, it's kind of like throwing everything at me. It's too much. It's a no, sorry. I'm gonna disagree. I think that while there are a lot of different things going on there, the flavor's there. I think that you have shown some technique, and I'd like to see what else you can do. I'm a yes. Thank you. So it all comes down to you, Gordon. I can cook. Some serious competition out there, you know? Like, you know, waste your time on passing someone, I don't know. Yeah. It's tasty, though. I just wonder if she's the real deal, that's all. I'll prove it to you. Let's find out. Wait here a minute. Look on. Và
như vậy là các bạn thấy rằng là trong khi rất nhiều thí sinh đã được ban giám khảo đánh giá được dễ dàng thông qua cách thức đó, thì tuy nhiên đã xuất hiện một cái trường hợp mà dường như họ, mà cụ thể ở đây là cái ban giám khảo đã cảm thấy quá khó khăn để có thể là giải quyết được trọn vẹn. Và nói theo ngôn ngữ, nói theo cách nói của chúng ta thì đó là khi mà cái vấn đề mới đã phát sinh. Cụ thể thì cái vấn đề mới phát sinh ở đây đó là làm sao để cái vị giám khảo thứ ba đánh giá được cụ thể cái thí sinh X. Ở đây đó là thí sinh có tên là Jesse. Ông ấy đã vẫn còn phân vân khi mà hai vị giám khảo còn lại có ý kiến trái ngược nhau. Và trong khi thì có vẻ như cả hai đều nói có lý cả. Bây giờ sẽ tìm giải pháp như thế nào? Cái vị giám khảo thứ ba của chúng ta, ông ấy đã suy nghĩ để tìm ra được một cái giải pháp để xử lý tình huống này. Và dĩ nhiên rồi, có thể là dựa vào trực giác, dựa vào kinh nghiệm lão làng trong nghề của mình, và cũng hẳn là dựa cả vào một chút đánh giá. Chúng ta không biết rằng liệu ông ấy có kịp tham khảo ý kiến của những thành viên khác ở trong ban tổ chức hay không. Nhưng mà cuối cùng thì ông ấy cũng đã đưa ra được một cái giải pháp. Và bây giờ thì hãy cùng xem ngay ông ta đã áp dụng vào thực tế như thế nào. Và bạn cũng sẽ nhận ra được cái giải pháp mà ông ấy đã nghĩ ra. Let's find out. Wait here a minute. Challenge. Good luck, Jesse. With a yes from Graham. Challenge. And a no from Joe. Good luck. Jesse needs to prove to Gordon Ramsay, Jesse, that she's the real deal. Hold these, please. Stand over here. So you love fish, right? Uh-huh. Good. Just stand over in front. Come round, please. Thank you. In this competition, you have to deliver every time. Now, when was the last time you actually filleted a fish? Could have been a couple months. A couple of months. Watch closely. Two fillets. Trim it up. Let the knife do the work. Looking for six stunning portions. Now, one, two, three, four, five, six. Confident? Let's do it. Let's go. Six stunning fillets, please. Jesse, will you do me a favor? Yes, sir. Pass me my jacket, please. Thank you. Congratulations. You made my life. Thank you. Welcome. Relax. Did you pull that one out of the bag? I mean, I've got to know if it's a real deal or not. Yeah. There's her tail. There's my tail. Yeah, good tail. Như vậy là chúng ta đã thấy rằng là ông ấy đã đưa ra được một cái giải pháp khác để giải quyết được cái vấn đề phát sinh của mình. Ông ta đã lấy ra hai nguyên liệu giống nhau, đó là hai con cá, và tha tác mẫu, sơ chế mẫu. Và sau đó thì thí sinh sẽ phải làm theo để ra được một kết quả tương tự. Và kết quả cuối cùng, như các bạn đã thấy, mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo. Ông ấy đã biết được trọng lượng của mình, và ban tổ chức đã đánh giá được người tham gia cuộc thi. Và đây là một cái ví dụ hết sức thú vị về cách thức giải quyết vấn đề với nhiều vòng khác nhau. Đó là nhận ra vấn đề, tìm kiếm giải pháp và triển khai trên thực tế. Và bạn cũng đã hiểu được rằng chúng ta sẽ phải luôn liên tục lặp lại các quá trình giải quyết vấn đề của mình để có thể xử lý được nó một cách trọn vẹn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu và chi tiết hơn nữa cái quá trình để giải quyết vấn đề, và bạn sẽ nhận ra ngay cái sự đóng góp của tư duy phản biện ở trong đó.